biết làm như thế nào để tạo ra video short nhanh và đơn giản, thì YouTube mới vừa ra chức năng mới rất là hay, giúp cho các bạn có thể biến những cái video dài cũ trên kênh của các bạn thành video ngắn. Và YouTube khẳng định rằng những cái video ngắn các bạn tạo ra từ cái video dài nó sẽ được tương tác tốt hơn, bởi vì video short là dạng video được đề xuất mạnh hơn. Ngay từ bây giờ các bạn có thể biến những cái video cũ trước giờ chưa ai xem, chưa có nhiều người quan tâm thành những cái video short mới mẻ hơn, và những cái video short này nó sẽ giúp cho kênh các bạn phát triển một cách vượt bậc. Các bạn hãy thử biến những cái video ngắn cũ không người xem thành những cái video dài, thành những cái video short hấp dẫn hơn. Cách thực hiện như thế nào thì qua cái video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách làm thực tế trên chính cái điện thoại của các bạn. Cài cái app YouTube Studio vào và chúng ta sẽ chỉnh sửa những cái video dài thành video ngắn rất nhanh và rất là hiệu quả. Video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo ra video ngắn trên chính những cái video dài của các bạn. Đầu tiên, để sử dụng được tính năng mới này của YouTube, bắt buộc các bạn phải cập nhật YouTube phiên bản mới nhất. Thì các bạn vào App Store hoặc Google Play tùy theo hệ điều hành của các bạn. Hiện tại máy mình đang xài Android nên mình vào Google Play. Thì các bạn xem ở đây nó có thông tin YouTube cập nhật những cái tính năng mới, và trong này nó sẽ có chức năng tạo video ngắn từ video dài ha các bạn. Các bạn chỉ cần nhấn vào phần cài đặt là cập nhật nha. Nếu như chưa có cài thì chúng ta cài mới, còn cài rồi thì bấm vào phần cập nhật để YouTube nó sẽ cập nhật phiên bản YouTube mới nhất, thì các bạn mới tận dụng được cái chức năng tạo video ngắn từ video dài có sẵn trên kênh YouTube nha. Rồi các bạn đợi một chút để cho nó cập nhật phiên bản mới nhất của YouTube nha. Đây là tính năng rất là hay, và video này mình thử trên điện thoại, còn trên máy tính thì ở những video sau nếu như tìm được cách mình sẽ chia sẻ cho các bạn nha. Rồi nó đang xác thực thông tin để chúng ta sử dụng tính năng mới các bạn. Rồi sau khi mình cài đặt xong thì các bạn bấm mở luôn nha. Các bạn vào kênh YouTube nào mà các bạn muốn lấy video để các bạn chuyển thành video dài thành ngắn nha. Đó, đây là cái kênh YouTube của Toàn nha. Mình sẽ chọn bất kỳ một cái video dài nào đi, ví dụ như video này đi ha, 1 phút mấy nè. Chọn vào luôn nha các bạn. Và buổi chiều thời tiết rất là đẹp. Và các bạn ghi nhớ là các bạn phải đăng nhập tài khoản YouTube của các bạn rồi mới làm được thao tác này nha. Sau khi đăng nhập rồi thì vào một cái video bất kỳ, các bạn xem cái phần bên dưới nè, đó. Cái phần mình kéo ngang nè, nó có cái phần thích, không thích, chia sẻ và cái mục tạo video ngắn là cái phần mới nè. Các bạn nhấn vào biểu tượng đó nha. Thì ở đây các bạn lưu ý nè, nó sẽ có phần đầu tiên chỉnh sửa video ngắn, phần thứ hai âm thanh cắt. Cái phần đầu tiên là cái phần mới nè, chúng ta chọn vào nha. Rồi là đẹp và quay một cái clip ngắn cho mọi người và các bạn cùng. Thì bây giờ YouTube bật lên cái này để chúng ta có thể tạo ra video ngắn 1 phút. Các bạn thấy thanh bên dưới này nè, các bạn kéo để xem thời lượng video. Các bạn có thể lấy bất kỳ khúc nào làm video short nha, bất kỳ khúc nào đó, kéo qua kéo lại nè, chọn đúng cái phần nào đó chúng ta muốn. Ví dụ như mình làm tầm mười mấy giây thôi ha. Đó, lấy khúc đầu luôn đi, kéo ra từ đầu xong rồi mình lấy cái này nè, đo cho nó dễ nha, khoảng 10 giây ha. Rồi các bạn cùng ngắm. Rồi chúng ta nhấn tiếp. Theo mình làm một thời gian thì mình thấy video short thời lượng càng ngắn thì lượt xem nó tăng càng cao. Rồi. Chào các bạn, mình đang ở trên đường Tân Mỹ và buổi chiều thời tiết rất là đẹp, và quay một cái clip ngắn cho mọi người và các đây bạn. Đây là cái đoạn ngắn. Chào các bạn, mình đang ở trên đường Tân Mỹ và buổi chiều thời tiết rất là đẹp, và quay một cái clip ngắn cho mọi người và các bạn cùng. Ở đây nó có các cái bộ lọc nữa. Ở trên đường Tân Mỹ và buổi chiều thời tiết rất là đẹp. Quay một cái clip ngắn cho mọi người và các bạn cùng. Các bộ lọc thì sẽ giúp cho video các bạn đẹp hơn. Các bạn có thể chọn nha. Buổi chiều thời tiết rất là đẹp và hoặc là đánh chữ lên ngắn cho mọi người và các bạn cùng. Chào các bạn,
mình đang ở trên đường Tân Mỹ và buổi chiều thời tiết rất là đẹp, và lên quay một cái clip ngắn cho mọi người và các và bạn. Và nhấn tiếp theo. Rất là đơn giản, chỉ cần cắt đoạn cần thiết, sau đó sử dụng bộ lọc để đẹp video hơn, sau đó các bạn có thể đánh chữ. Rồi, cuối cùng là đặt tiêu đề video short ha. Tour Việt Nam. Rồi, chọn đối tượng người xem nè. Không, không phải chị em. Ok, quay lại. Rồi, ở đây các bạn bấm tải video ngắn lên. Rồi các bạn bấm vô các bạn xem nha. Nó đang tải nè, đang xử lý. Và một cái tính năng rất hay của cái phần này đó chính là video ngắn đã tải lên xong, chúng ta vào xem. Thì các bạn thấy nè, video short tour VN, mình đã có biểu tượng video short rồi ha, chứng tỏ là chúng ta đã tạo thành công. Mà bấm vô nha, đây video ngắn đó, mình đã tạo thành công nha các bạn. Nó không có tiếng tại vì mình không có thu tiếng thôi. Đó, đây là cái video hồi nãy chúng ta mới vừa tạo nha, bấm like luôn. Đó là toàn bộ cái hướng dẫn cho các bạn có thể tạo ra một video ngắn trên video dài bất kỳ trên kênh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh CD Hi Studio của Toàn để đón xem những clip mình chia sẻ về cách làm YouTube tiếp theo nha. Hẹn các bạn ở video sau, chúng ta sẽ tìm hiểu nhiều cái bí mật về làm YouTube nha.